hết rồi. Hiện tại thì mực nước sông Hồng ở thành phố Lào Cai rất là to. Chỉ còn trước đây là từ bờ kè xuống mép sông phải có chỗ phải 10 12 mét mới xuống mép sông, nhưng bây giờ thì còn 4 bậc nữa có là mình rửa được chân ở mực nước. Nước đục ngầu. Nước rất đục mà vẫn còn đang chảy xiết, mà mưa từ tối hôm qua giờ là tính đến bây giờ là mười mấy tiếng liền vẫn còn đang mưa. Vẫn còn đang mưa, mười mấy tiếng liên tục, mưa liên tục mà bây giờ mực nước lên kinh khủng khiếp. Cũng cứ tình hình này có khả năng là nó sẽ tràn lên tới mặt đường thì là chưa. Lịch sử chắc có khi chưa có. Nước vẫn đang lên kinh khủng. Đây toàn cảnh thành phố Lào Cai hiện tại đây. Đây cái bờ kè là người dân đây ra hóng mát, nhưng mà từ cái mặt bờ kè này xuống cái mặt nước của sông bình thường thì nó phải có chỗ nó cao tới 12 mét. Nhưng bây giờ nó chỉ cách cái mặt bờ kè này chỉ có độ khoảng 1 mét nước. Mà nước vẫn đang đi. Nước vẫn lên to mà chảy rất mạnh, khả năng là có cây cối rồi rác rưởi thì trôi theo, thì cũng có khả năng là đầu trên là có lũ hoặc là xả thủy điện ở bên Trung Quốc, có khi người ta cũng xả nước lên to kinh khủng khiếp rồi. Nhìn gần nó rất là ghê sợ. Đây những cái xoáy nước nó to khủng khiếp, mà đây là gần bờ đấy mà những cái xoáy nước nó như thế này. Trời ơi, kìa. Củi cây với này rác kia trôi giữa sông kìa. Khủng, rất là khủng khiếp. Nó chỉ còn có độ khoảng 1 mét nữa là lên tới cái mặt của cái mặt đường cái bờ kè này. 1 mét nữa là lên đường lên tới mặt đường An Dương Vương. Mà lịch sử mực nước này là lịch sử do đến 71 thì cái này bằng năm 2008, đường kia bằng 11. Vâng, nước này bằng 2008 cũng là khủng khiếp đấy chú ạ. Như thế này cũng là, mà nó đang lên đây này, nó vẫn còn đang lên đây này. Sợ quang. Đây toàn cảnh. Đây bà con ra theo dõi rất là đông. Mà mưa vẫn từ tối hôm qua đến giờ là mưa liên tục chưa ngừng. Vẫn mười mấy tiếng liền mà chưa ngừng. Hiện tại vẫn đang mưa. Bà con đang đứng 24 tiếng rồi. Không, chiều hôm qua nó ngừng một ít chú ạ. Chiều hôm qua nó ngừng, nhưng mà nếu mà tính liền đó là từ 7 rưỡi tối hôm qua đến bây giờ là chưa ngừng. Mưa liên tục cả đêm. Bà con ra theo dõi rất là đông. Vẫn còn đang mưa. Yeah. Sợ. Cây cối nước rất là đục, chắc chắn là lũ. Và Trung Quốc sẽ có khả năng là người ta sẽ xả nước thủy điện. Bà con dưới xuôi có những vùng như Yên Bái, Phú Thọ có khả năng là mực nước sẽ rất kinh khủng đấy, phải chuẩn bị để tránh cho nó an toàn. Vẫn chảy, vẫn xiết, vẫn lên nước thì như một bát bùn. Đây nó những cái xoáy nước rất lớn ngay trong bờ đây, mà đây tôi đứng ngay trước mặt nước này. Nó chỉ cách mặt đường bây giờ còn độ 1 mét nữa thôi là lên tới mặt đường An Dương Vương. Mà cái đường này là đường trục đường này là đường lớn của thành phố giáp bờ sông Hồng đấy. Nước vẫn lớn, đây cây cối rác rưởi rất là nhiều.
lũ ở các sông suối ở đầu trên chỗ đầu nơi con sông Hồng chảy vào trước đất liền ấy, là cách đây nó khoảng 50 cây nó đấy, nó lại là A Múc Sung. Vẫn nền to, nền rất lớn. Và tốc độ dòng chảy thì đang chảy xiết hơn mấy tiếng trước. Vâng, toàn cảnh bà con đang theo dõi và rất là cũng rất lo sợ. Đấy, mấy người già nói là năm 71 thì cũng có một trận lũ kinh khủng, lũ kinh khủng mà người ta đứng trên cái cầu Cốc Nếu trên kia kìa. Đứng trên cầu Cốc Nếu người ta rửa chân được. Có nghĩa là cái mực nước năm 71 thấy các cụ già nói là lịch sử. Thế và đợt này không biết là nó có như thế không, nhưng hiện tại thì nó vẫn chảy xiết mà vẫn đang mưa. Vẫn đang mưa. Vâng, có gì nó mưa hay nó lớn nữa thì có gì chiều tôi sẽ cập nhật tiếp. Rửa chân được rồi, xuống trên này rửa chân được anh. Kinh khủng đấy, quả này là cũng kinh đấy. Hai mươi mấy năm bắt đầu lần thứ hai, bắt đầu lần to được. Lần đây to, một lần mà nó đang chảy xiết đây, nó vẫn còn đang chảy. Bây giờ nó vẫn còn đang dâng lên chứ nó chưa ngừng, chưa có dấu hiệu ngừng mà vẫn đang mưa to như này thì chắc là còn sẽ lên còn kinh. Ngập hết à?